đi nụ cười của bạn. Viện thẩm mỹ quốc tế Mỹ Nhân đây ạ. Từ những clip trước, Thuyết Oanh đã chia sẻ thông tin tư vấn như thiệt cho cả nhà mình về dịch vụ răng sứ luôn đó nè. Và sau khi tư vấn trên bạn hỏi Mỹ Nhân đáp thì nhận được phản hồi là ít hình ảnh quá, với lại tư vấn thì hiểu nhưng mà làm sao để có thể chọn răng sứ phù hợp với mình. Cho nên hôm nay Thuyết Oanh và Mỹ Nhân sẽ đãi cả nhà một rừng hình ảnh và đồng thời chia sẻ thêm về chuyện chọn mẫu nè, chọn màu, chọn khuôn răng luôn nha. Mời cả nhà cùng theo dõi. Đầu tiên là chia sẻ trước cho cả nhà, răng sứ được thiết kế với màu sắc nè, hình dáng đẹp hơn răng thật ban đầu, nên sau khi bọc răng sứ, dán sứ thẩm mỹ thì có thể khắc phục tối đa những khuyết điểm của răng trước đó. Về dán răng, khuôn răng và màu răng thì khách hàng chính là các bạn đó, hoàn toàn có quyền lựa chọn theo sở thích của mình dựa trên tư vấn cụ thể của các nha sĩ. Ủa, nói vậy lựa là lựa giữa cái gì với cái gì? Cả nhà đang hỏi vậy đúng không? Đây, xin mời mọi người cùng theo dõi những hình ảnh này. Cả nhà đang nhìn thấy một số mẫu răng sứ đang được ưa chuộng và rầm rộ nhất hiện nay. Màu răng, độ trắng, dáng răng có rất là nhiều lựa chọn để tham khảo luôn nha. Nếu mà chị em cảm thấy không thực tế về hình mẫu sứ nhìn kiểu gì cũng đẹp, với lại không thử trên răng của mình thì làm sao biết được? Vậy thì Oanh lại mời cả nhà ngắm tiếp hình của các khách yêu nhà Mỹ Nhân đã làm răng sứ để dễ dàng hình dung hơn nha. Quá đẹp đúng không nào? Nhìn như vậy thì chắc chắn là dễ lựa, dễ chọn cho mình hơn rồi đúng không? Có hình rồi sẽ dễ hình dung hơn nhiều đúng không nào các chị em? Hình dung rồi thì chọn thôi chứ còn chờ gì nữa. Chốt đơn lẹ làng để mình nhận giảm giá 50% nè chị em ơi. Nhanh nhanh không lại không kịp ăn Tết đó. Thanh xuân như một tách trà, lựa hoài chưa chọn là hết bà thanh xuân. Giảm giá thì như một bình trà, mình không lẽ uống là bình trà còn nguyên. Giảm giá thì như một bình trà, mình không lẽ uống là bình trà còn nguyên. Ngoài việc giảm 50% cho dịch vụ răng sứ thì Mỹ Nhân có chương trình hỗ trợ các chị em làm đẹp với ưu đãi vô cùng đặc biệt. Hỗ trợ làm đẹp trả góp 0% lãi suất, hồ sơ duyệt chỉ trong vòng 10 phút và không cần phải trả tiền trước. Nếu có nhu cầu làm đẹp hoặc tư vấn, hãy inbox Mỹ Nhân hoặc gọi về số điện thoại quen thuộc của chúng ta 0933 088 742. Mỹ Nhân sẽ luôn ở đây để đồng hành, lắng nghe và tư vấn cho chị em. Còn bây giờ xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại chị em trên hành trình làm đẹp nha.